Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lý Văn Hùng, sinh năm 1992, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra cho thấy, Hùng dùng nhiều thủ đoạn đưa thông tin gian dối về việc đầu tư bất động sản như cung cấp thông tin về việc đã mua được căn hộ hoặc chủ căn hộ đang giao bán cần tìm người cùng góp tiền để đầu tư, hứa hẹn sẽ chia lãi ngay sau khi bán được bất động sản tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để làm các bị hại tin tưởng. Từ đó, Lý Văn Hùng đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đầu tư. Sau khi nhận tiền, Hùng không đầu tư vào bất động sản như đã hứa hẹn, không trả lại tiền mà sử dụng vào mục đích cá nhân chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết nếu ai có liên quan đến vụ án trên, khẩn trương liên hệ với văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 7, Công an tỉnh Hòa Bình có thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn trốn thuế với tổng số tiền hơn 3.200 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, Thái Bình và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố đối với 16 bị can về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ Luật Hình Sự. Theo cơ quan điều tra, trong nhóm mỗi đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, việc liên lạc giữa các thành viên chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan. Khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các đối tượng khác trong nhóm mua bán hóa đơn. Các đối tượng lợi dụng các quy định của nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng Internet. Do vậy, các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy chứng minh nhân dân của người khác hoặc giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp, phát hành sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định của nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc, mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch. Ngoài ra, còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh truy bắt đối tượng. Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty ma, xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn, xuất cho gần 9.000 cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn cả nước, với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn là 3.200 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra mở rộng. Chiều qua ngày 16 tháng 7, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và một số địa phương liên quan đã xét hỏi các bị cáo. Trong vụ án này, cáo trạng xác định hai bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng quê ở Bình Định làm nghề kinh doanh vàng tự do, Nguyễn Thị Kim Phượng ngụ ở Tây Ninh kinh doanh vàng tự do là những người chủ mưu cầm đầu cùng với 22 đồng phạm cùng bị xét xử về tội buôn lậu. Theo cáo buộc, hai bị cáo Phụng và Phượng tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính. Đường dây do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng. Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia tên Pickhen để mua vàng lậu và thông qua bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dầu và Trần Thanh Thắng mang về Việt Nam. Bị cáo Phượng và Pickhen đã mua và bán lại cho Hằng 1.320 kg vàng trị giá 1.817 tỷ đồng. Bị cáo Phượng hưởng lợi 3 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Phượng khai tham gia buôn lậu vàng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 và bị cáo mua vàng thỏi vàng ký thông qua người tên Pickhen, người Campuchia. Khi bị cáo Hằng đặt mua thì bị cáo Phượng đặt mua của Pickhen. Bị cáo không có tiệm vàng cũng không có giấy phép kinh doanh. Bị cáo không biết quy định về việc nhập vàng về thế nào. Bị cáo Phượng cũng thừa nhận kém hiểu biết nên làm sai, xin tòa xem xét. Cũng theo bị cáo Phượng, quá trình mua bán bị cáo không ghi sổ sách nhưng bị cáo Hằng ghi tổng cộng là 1.330 kg.
Sau khi nhận được vàng, bị cáo Hằng giao tiền cho bị cáo. Đường dây do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, theo cáo buộc đã mua lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam trị giá 6.644 tỷ đồng, thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng thừa nhận hành vi như cáo trạng. Bị cáo Phụng khai mình chỉ điều hành tại hoạt động mua bán vàng lậu khi vàng đã về Việt Nam, không điều hành hoạt động tại Campuchia. Ngày 16 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử vụ án đối với Lê Văn Non, sinh năm 1999 tại Sóc Trăng, tạm trú tại thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội giết người do mâu thuẫn cá nhân. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2023, Lê Văn Non và bạn gái là Nguyễn Thị Thúy Duy cùng làm công nhân cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thắng Thịnh, huyện Lạc Dương, tổ chức sinh nhật tại khu nhà ở của công nhân và mời những người làm cùng công ty đến ăn uống, trong đó có anh Lê Hoàng Phúc, sinh năm 1994, tại tỉnh Bạc Liêu. Đến khoảng 22 giờ, trong lúc nói chuyện, thì Phúc và Non cãi nhau, Non cầm ly uống rượu đánh vào người anh Phúc, sau đó chạy vào trong phòng, cầm một cái kéo và đâm hai nhát trúng vào phần ngực trái của anh Phúc, sau đó bỏ trốn. Ngay sau đó, Non bị công an huyện Lạc Dương bắt giữ. Anh Lê Hoàng Phúc đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, bị tổn thương cơ thể là 58%. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Non 14 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Đinh Văn Dê, trú ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, Đinh Văn Dê đã tìm cách chia sẻ với khách hàng về chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc và tiến hành tìm kiếm tuyển chọn những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo. Mặc dù biết rõ đây là chương trình phi lợi nhuận, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc do cơ quan thực hiện thỏa thuận hợp tác trực tuyến tuyển chọn lao động, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, để tạo niềm tin cho người lao động, Đinh Văn Dê đã tự giới thiệu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, là đơn vị kết nối được chương trình và đưa ra các văn bản chấp thuận tiếp nhận lao động của chính quyền địa phương phía Hàn Quốc và văn bản ghi nhớ ủy quyền của chính quyền địa phương phía Việt Nam văn bản giả, đồng thời chia sẻ thông tin đơn hàng xuất khẩu lao động cùng chi phí phù hợp cho khách hàng. Sau khi khách hàng đăng ký đi xuất khẩu lao động, Dê yêu cầu khách hàng nộp tiền đặt cọc là 10 triệu đồng một người để làm thủ tục xin cấp visa, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh nhanh. Với thủ đoạn trên, Đinh Văn Dê và một số đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đang trên đường vận chuyển động vật hoang dã là hai cá thể rùa quý hiếm đi bán cho khách, Phạm Nghĩa Hát đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Nghĩa Hát, trú ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 26 tháng 6 tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận Ba Đình đã phát hiện bắt quả tang Phạm Nghĩa Hát đang mang hai cá thể rùa hộp chán vàng miền Trung đi giao cho khách. Tại cơ quan điều tra, Hát khai nhận đem hai cá thể rùa trên bán cho khách với giá 5 triệu đồng một cá thể. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, lời khai của đối tượng, kết quả giám định, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Nghĩa Hát để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Vụ án đang tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng quận Ba Đình điều tra xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 16 tháng 7, đồn biên phòng Cẩm Yên, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 480 kg pháo hoa nổ từ Trung Quốc về Việt Nam. Trước đó vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7, tại khu vực xóm Bản Gải, xã Cẩm Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đồn biên phòng Cẩm Yên chủ trì phối hợp với công an huyện Hà Quảng bắt quả tang một vụ trên hai đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 320 hộp pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng 480 kg và 2 xe ô tô.
Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc vào Việt Nam để đưa về các tỉnh nội địa tiêu thụ. Khi đang trên đường di chuyển về thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vụ việc hiện đang được đồn biên phòng Cần Yên phối hợp với lực lượng chức năng thụ lý, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7 tại ngã tư giữa đường Ba Tràng và đường dẫn vào cụm công nghiệp làng nghề xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, giữa xe ben chở đá dăm đâm vào hông bên phải xe tải 1,5 tấn, khiến xe tải mất lái lao sang làn đường đối diện, ép trúng xe máy khiến 4 người là mẹ con trong một gia đình tử vong. Đại diện cục đăng kiểm cho biết, ghi nhận tại hiện trường xe ô tô Hogo mang biển kiểm soát 88C28849 nhưng tem kiểm định lại ghi biển số 88C25253 và xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 24 tháng 6. Ngày 17 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về loại ma túy nấm thần gây ảo giác và có nguy cơ tử vong cao. Theo đó, những tác dụng phụ khi sử dụng nấm thần sẽ dẫn đến các trạng thái thức thần, buồn nôn, nôn. Đây là chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Người dùng nấm này sẽ bị tác động đến hệ thần kinh gây ra trạng thái hưng phấn, kích động, thậm chí ảo giác như có kẻ thù trước mặt đang cầm dao đe dọa. Có một đặc điểm chung của các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới khi vào viện là hầu như họ đều bị ngộ độc nặng kèm ảo giác. Nhiều người trong số này không hợp tác với nhân viên y tế, thậm chí có trường hợp còn mang theo hung khí đe dọa nhân viên y tế và mọi người xung quanh. Trong khi đó, các chất ma túy mới quá đa dạng, thay đổi liên tục nên các xét nghiệm chẩn đoán không theo kịp. Có những bệnh nhân có biểu hiện rất rõ ràng nhưng xét nghiệm âm tính với ma túy. Kết quả âm tính không phải vì bệnh nhân không dùng ma túy mà do chất ma túy mới này hệ thống xét nghiệm không phát hiện ra. Các loại ma túy mới cũng đã xuất hiện núp bóng dưới hình thức thuốc, trò chơi rất khó nhận biết. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, đây cũng là loại ma túy mới, lần đầu bị Công an thành phố Hải Phòng triệt phá vào năm 2018. Loại nấm này còn được gọi với những cái tên khác nhau như nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần.